Đau đầu tuyển giúp việc ngày Tết lương 1 triệu rưỡi một ngày vẫn không tìm được người ưng ý. Những ngày cận Tết vừa bận rộn thu xếp công việc vừa tranh thủ sắm sửa, không ít gia đình còn phải lao đao trong chuyện tìm người giúp việc Tết. Họ sẵn sàng trả lương gấp đôi thậm chí là gấp 3 ngày thường cùng nhiều khoản thưởng, lì xì hấp dẫn để níu chân người giúp việc ở lại làm xuyên Tết. Thậm chí chị em phụ nữ còn tìm đến những trung tâm môi giới người trong nhà giúp việc để tuyển người làm trong những ngày Tết với giá đắt đỏ. Theo thông tin từ một trung tâm môi giới giúp việc tại nhà cho biết, trong những ngày Tết giá cả tùy thuộc từng ngày, ví dụ những ngày 27, 28 Tết và từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 Tết, giá sẽ dao động từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng. Riêng ngày 29, mùng 1, mùng 2 Tết, giá sẽ tăng lên từ 750.000 đồng đến 1 triệu đồng, chưa kể tiền thưởng thêm. Trung tâm này cũng cam kết những người giúp việc đều có kinh nghiệm dọn nhà lâu năm, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, test nhanh âm tính COVID-19 và khai báo y tế rõ ràng. Tuy nhiên, nếu qua trung tâm, nhiều gia đình sẽ mất phí môi giới và nhiều điều kiện ràng buộc nhất định. Do vậy, không ít người đã đăng tải thông tin tìm người giúp việc ở lại trong những ngày Tết với những mức lương hấp dẫn. Dù vậy, việc tìm được người làm ưng ý phù hợp với tiêu chuẩn, nhu cầu của từng gia đình cũng không hề dễ dàng. Chị H cũng đăng tải thông tin tìm người giúp việc ở lại trong 10 ngày Tết, từ ngày 25 âm lịch đến ngày mùng 5 âm lịch với mức lương là 900.000 đồng một ngày. Các công việc cụ thể cũng được chị liệt kê, chủ yếu dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, nhà em có bé nhưng những ngày Tết có bố mẹ chăm. Hay anh TH cũng đang tuyển người giúp việc trong 10 ngày Tết với mức lương 1 triệu đồng một ngày và công việc là chăm sóc trẻ em, làm một số việc nhà cơ bản như dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, rửa bát, chuẩn bị bữa ăn. Đây chỉ là một trong số ít những vị chủ nhà đang đỏ mắt tìm người giúp việc Tết. Dù mức giá đưa ra rất hấp dẫn, thấp nhất là 700.000 đồng một ngày và cao nhất có thể lên đến từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng một ngày, nhưng việc tìm người vẫn không hề dễ dàng. Thậm chí không ít người còn sẵn sàng thưởng thêm, cộng lì xì ngày đầu năm hậu hĩnh. Nhưng những người chuyên làm công việc này cũng vẫn không mấy mặn mà. Bên cạnh đó, chị Lan, 33 tuổi ở Hà Nội cũng đang đôn đáo tìm người làm dịp Tết. Hai vợ chồng mình đều là bác sĩ. Ngày Tết vẫn thay nhau đi trực nên cũng bận rộn như ngày thường. Nhà có hai con nhỏ, bố mẹ già mà cô giúp việc lại xin nghỉ từ ngày 23 Tết nên việc nhà ngổn ngang làm không xuể. Mình đã đăng tuyển và nhờ bạn bè tìm người làm giúp nhưng vẫn chưa được. Nhiều người nhận làm nhưng đòi mức lương cao quá, hai vợ chồng không đáp ứng được. Có người liên hệ nhận dọn nhà theo giờ nhưng cũng đòi 150.000 đồng một giờ dọn dẹp ngày Tết. Nếu không tìm được người ở lại thì chắc vợ chồng mình đành thuê theo giờ như vậy. Chia sẻ với chúng tôi, cô Ngọc Vĩnh Phúc cho biết cô làm công việc dọn nhà theo giờ ở Hà Nội đã được khoảng 5 năm nay. Trong đợt giãn cách xã hội vừa qua, công việc của cô cũng gián đoạn. Tuy nhiên, những ngày cuối năm việc đã nhiều hơn. Mức giá dọn nhà cũng tăng từ 50.000 đồng một giờ lên 100.000 đồng một giờ. Cũng có vài chủ nhà ngỏ ý muốn cô ở lại giúp việc Tết nhưng cô đều từ chối. Tết nhất ai cũng muốn trở về sum họp, con cái quay quần kiếm tiền cả năm, chứ không chỉ mấy ngày này. Chủ nhà cũng trả lương cao đấy, cô cũng muốn ở lại làm lắm, nhưng con cái không cho, cả năm mới có cái Tết mà. Cô Ngọc cho biết cô nhận dọn nhà cho một số khách quen, đến chiều ngày 27 Tết sẽ trở về quê. Bên cạnh đó, cô Bình Yên Bái làm giúp việc cho một gia đình ở Hoàng Mai chia sẻ, trước kia cô đi bán hoa quả rong nhưng do dịch bệnh nên 8 tháng qua cô đi làm giúp việc. May mắn chủ nhà tốt bụng trả lương cao. Tết này cô xin về từ ngày 25 âm lịch, chủ nhà cũng giữ ở lại hứa trả hẳn 15 triệu cho 10 ngày Tết nhưng cô từ chối. Gia đình khó khăn nên đó cũng là số tiền lớn, nghĩ cũng tiếc nhưng thôi cô vẫn quyết định về quê. Cả năm qua dịch bệnh chỉ có thể liên lạc với gia đình qua điện thoại, cũng thèm bữa cơm sum họp lắm. Bên cạnh đó, cô Bình cho biết dù cô chưa làm đủ năm nhưng chủ nhà vẫn thưởng thêm cho cô một tháng tiền lương với 1 triệu đi xe và cả lì xì và quà Tết nữa. Chưa kể quần áo lạnh cũng được sắm sửa đầy đủ. Năm vừa rồi dịch bệnh khó khăn nhưng chủ nhà vẫn hỗ trợ nhiệt tình như vậy, cô vui lắm. Cô dự định mùng 5 hoặc mùng 7 sẽ quay lại Hà Nội để làm việc. Trước khi về, cô cũng làm hết việc nhà và lau dọn sạch sẽ để đỡ phần nào việc dọn dẹp cho chủ nhà. Cũng chuyên đi dọn nhà theo giờ ở Hà Nội, cô Lâm, 54 tuổi cho biết năm ngoái cô cũng nhận đi giúp việc trong mấy ngày Tết, nhưng vì là nhà người quen nên cô chỉ lấy mức giá 500.000 đồng một ngày. Tuy nhiên, năm nay dù có tham việc nhưng cô cũng chỉ nhận dọn nhà theo giờ đến 29 Tết để tranh thủ thời gian còn mua sắm lo toan gia đình. Có thể thấy thị trường tuyển người giúp việc trong những ngày cuối năm nhộn nhịp hơn cả. Tuy nhiên, việc tìm được một người giúp việc đồng ý ở lại làm xuyên Tết với mức giá hợp lý lại vô cùng khó khăn và là vấn đề nan giải của nhiều gia đình. Thế nhưng nếu không thể tìm được người làm thì chắc hẳn mỗi gia đình cũng nên phân chia lại công việc. Các anh chồng cũng nên san sẻ việc nhà với vợ để giảm bớt nỗi lo cho ngày Tết thêm trọn vẹn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.